nàng sắc lại hát chẳng thèm đâu. Gã y nằm giữa nhảy lên đầu, huyền trước ra sau nằm thong thả. Ưa thêm hỏi dấu giữa chui đầu à. Tôi đi qua bến đến tận đầu cầu bên này thì tôi mới nhớ ra là gì, tôi quên nói một điều à. Trước hết tôi muốn nói là gì, đây là cái cây cầu Thạc Xỉn mà tôi nói hôm trước à, liên quan đến cái ông mà câu được một con cá chê hồng đó. Thì hôm đó tôi có nói là cây cầu Thạc Xỉn, nhưng mà tôi không biết là họ muốn đặt tên là vì cái vị vua ở trong lịch sử hay là cái vị thủ tướng đang sống lưu vong ở bên Anh. Thì tôi có hỏi lại một cái người chủ nhà nghỉ, thì anh chàng này còn trẻ thôi, thì anh chàng này cho tôi biết là hình như đây là mọi người ta muốn dành cái cầu này để mà tưởng niệm, mà tưởng nhớ đến vị vua Thạc Xỉn vào hình như là thế kỷ 18 đó, chứ không phải là ông thủ tướng mà đang sống lưu vong ở bên Anh. Thì một lần nữa tôi muốn nhắc lại cái chi tiết như vậy thôi, còn lại thì tôi muốn nói thêm một tí xíu nữa cũng liên quan đến cái loạt video mà tôi đang muốn nói, đó là sống, học tập và làm việc theo tấm gương vua đạo đức Hồ Chí Minh. Thì đây là một khía cạnh nữa mà cho mọi người thấy là nói chung là tôi cũng nhạy cảm như thế nào không, liên quan đến góc độ môi trường. Thì hôm trước thì tôi đã từng giới thiệu cái bài thơ mà tôi viết ở Đà Lạt không, tức là cái bài mà liên quan đến cái những cái tiếng còi ầm ĩ của xe tải đó. Thì tôi viết là gì, ngứa tay thì bóp cặc bóp cò, mắc chi kèn kéo còi co thêm phiền, dành chi việc của chó điên, môi trường thì ô nhiễm người điên thêm nhiều đó. Thì đó là cái góc độ về âm thanh không, nó gọi là một, cũng là một cái tình trạng gọi là ô nhiễm môi trường nhưng mà liên quan đến âm thanh. Còn đây là một cái bài thơ mà tôi mới coi như là khơi lại được trong trí nhớ của mình. Và như tôi nói đó, là cách đây một hai ngày mà tôi có cơ hội để mà một lần nữa lướt qua cái tập lưu ký của tôi, thì tôi lại nhớ là được một cái bài thơ này rất là hay. Là cái bài thơ này thì tôi viết ngay tại Vũng Tàu khi mà tôi nhớ là coi, hình như là ngay cái bãi sau thì phải. Tôi vẫn nhớ là hình như là nó nằm ngay ở gần trước cửa khách sạn, hình như khách sạn gì ha, Thủy Vân hay là Vân gì đó. Thì tôi nhớ sơ như vậy, tôi không nhớ kỹ, nhưng mà tôi biết chắc đó là ở cái bãi biển Vũng Tàu ha. Thì tôi thấy có một cái anh chàng, lúc đó thì tôi nghĩ là cũng là chàng tuổi tôi thôi, tôi nghĩ là một là ở tuổi tôi, hai là nó anh chàng này cũng không có lớn hơn tôi là bao. Thì anh chàng này khi mà bước lên từ bãi tắm lên đó, thì có mang theo một cái túi ni lông, mà đựng nước không. Đó, anh ta mang cái túi ni lông đựng nước lên như vậy, rồi lên tới trên đường, rồi coi như là xả bình nước ra để mà rửa chân đó. Rồi sau đó thì anh ta coi như là sau khi mà rửa chân xong như vậy đó, thì mới tung bao ni lông đi để cho nó bay khắp đường phố như vậy. Cho nên tôi với nhìn thấy tôi ngứa mắt quá đi, rồi tôi mới buộc phải làm cái bài thơ như thế này. Vệ sinh bác giữ rất tài, lấm chân hạt cát một hai rửa liền, nhưng tôi thấy rất là phiền. Rửa chân cho sạch bác quên mọi người, ngẫm thay bác chẳng có lười, túi vừa